Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ 6 ngày 17 tháng 6 năm 2022 và theo âm lịch, hôm nay là ngày 19 tháng 5 năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Tân Sửu, tháng Bính Ngọ, năm Nhâm Dần và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ Hoàng đạo trong ngày như giờ Canh Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Tân Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Quý Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Bính Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Mậu Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thanh Long, giờ Kỷ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Minh Đường. Giờ Hắc đạo trong ngày gồm có giờ Mậu Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Kỷ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Chu Tước, giờ Nhâm Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Giáp Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Ất Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Đinh Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Cầu Trần. Về ngũ hành niên mệnh Bích Thượng Thổ ngày Tân Sửu tức chi sinh can, nghĩa là thổ sinh cho kim và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm Bích Thượng Thổ Kỷ Tuổi Ất Mùi Đinh Mùi ngày thuộc hành thổ khắc với hành thủy, đặc biệt là tuổi Đinh Mùi Quý Hợi thuộc hành thủy không sợ thổ. Ngày Sửu lục hợp với Tý, tam hợp với Tỵ và Dậu thành kim cục, xung với Mùi, hình Tuất, hại Ngọ, phá Thìn và tuyệt Mùi. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Quý Mùi, Đinh Mùi, Ất Dậu, Ất Mão, tuổi xung trong tháng tuổi Mậu Tý, Canh Tý. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Nguyệt Đức Hợp, tốt mọi việc, kỵ về tốt tụng, sao Địa Tài, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, sao Thánh Tâm, tốt mọi việc, nhất là cầu phúc, tế tự, sao Cát Khánh, tốt mọi việc, sao Âm Đức, tốt mọi việc, sao Kim Đường Hoàng Đạo, tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Nguyệt Phá, xấu về xây dựng nhà cửa, sao Nguyệt Hỏa, xấu đối với sửa sang nhà cửa, đổ mái, xây bếp, sao Nguyệt Hư hay còn gọi là sao Nguyệt Sát, xấu đối với việc giá thú, mở cửa, mở hàng, sao Nhân Cách, xấu đối với giá thú, khởi tạo, sao Độc Hỏa, xấu đối với sửa sang nhà cửa, đổ mái, xây bếp. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần hướng Tây Nam, Tài Thần hướng Tây Nam. Và sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ 6 ngày 17 tháng 6 năm 2022. Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Tử vi tuổi Tý thứ 6 ngày 17 tháng 6 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý đang có được báo hiệu đạt được những bước tiến mạnh mẽ khiến cho người khác không khỏi trầm trồ, ngưỡng mộ khi bạn đang gặp được ngày có lục hợp quý nhân che chở. Và với bạn tuổi Tý trong ngày này, hầu hết các phương diện từ công việc, tình cảm cho tới chuyện tiền bạc với bạn cũng đều hanh thông vô cùng, không gặp phải bất cứ trở ngại nào. Ngày thứ 6 này với bạn tuổi Tý, trong công việc hiện tại của bạn cũng đang có nhiều tín hiệu đáng mừng, ngày tăng lương, thăng chức với bạn không còn xa nữa. May mắn là với bạn tuổi Tý đang có được công việc cũng như là những người đồng nghiệp tốt bụng, môi trường làm việc chuyên nghiệp, cấp trên quan trọng người tài cũng sẽ giúp cho bạn có thêm được nhiều cơ hội để phát triển hơn trong sự nghiệp của mình. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Tý cũng đang gặp được ngày có thiên tài che chở, điều này sẽ giúp cho con đường tài lộc của bạn trong ngày hôm nay vô cùng là hanh thông. Với bạn tuổi Tý đang có được nguồn thu nhập từ những nghề phụ tuy là không nhiều nhưng ngày một tăng thêm khiến cho cuộc sống của bạn dần dần đầy đủ hơn. Nhờ vậy mà bạn mệnh tuổi Tý có thể thoải mái chi tiêu trong khoảng thời gian tới nữa nhé.
Về câu quyết cho bạn tuổi Tý trong ngày thứ sáu này, tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, hầu hết các phương diện của bạn đều được hanh thông, không gặp phải trở ngại nào. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, vận trình của bạn đạt được những bước tiến mạnh mẽ. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, công việc của bạn có thêm nhiều cơ hội để phát triển trong sự nghiệp. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, công việc hiện tại của bạn có nhiều tín hiệu đáng mừng. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, có thêm tài lộc nhờ những nguồn thu phụ tăng thêm. Về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 26, số 73, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh dương, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Thân, tuổi Sửu. Tử vi tuổi Sửu thứ sáu ngày 17 tháng 6 năm 2022, xem vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là bạn đang gặp ngày có tỵ kim chiếu mệnh. Điều này khiến cho bạn tuổi Sửu trở nên cố chấp, ngang ngược hơn hẳn so với thường ngày. Với bạn tuổi Sửu, bạn khăng khăng với nhận định của bản thân mình, gạt bỏ mọi ý kiến đóng góp của người khác, cho dù đối phương chỉ muốn bạn tham khảo chứ không có ý định khiến cho bạn làm sai điều gì. Cách xử sự như vậy có thể khiến cho bạn gặp không ít những rắc rối trong ngày hôm nay. Và ngày thứ sáu này với bạn tuổi Sửu, tốt nhất là bạn nên tránh tranh chấp với người khác vì bạn dễ bị thiệt thòi, thậm chí là còn có thể dễ dẫn đến họa về kiện tụng. Với bạn tuổi Sửu, bạn nên chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không có, giải quyết bằng phương pháp thương lượng, hòa hoãn vẫn là thượng sách với bạn trong lúc này. Trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có thổ khí vượng. Điều này càng khiến cho tâm trạng của bạn rất dễ bị ức chế, dồn ứ vì những chuyện không đâu. Và đôi khi chỉ là một vài thứ nhỏ nhặt, bạn cũng thấy không vừa mắt và tỏa ra gắt gỏng với những người thân của mình, khiến cho bầu không khí gia đình càng trở nên nặng nề. Vì vậy, với bạn tuổi Sửu, bạn cần phải kiểm soát thật tốt cảm xúc của bản thân mình để cho giữ gìn được hạnh phúc gia đình của mình, bạn tuổi Sửu nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Sửu trong ngày thứ sáu này, tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, chớ nên khăng khăng với nhận định của bản thân mình. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, trở nên cố chấp, ngang ngược hơn hẳn so với thường ngày. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, nên giải quyết mâu thuẫn bằng phương pháp thương lượng, hòa hoãn. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, tốt nhất là nên tránh tranh chấp với người khác trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, cần phải biết kiểm soát về cảm xúc của bản thân mình để giữ gìn hạnh phúc gia đình mà mình đang có. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 21, số 81, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Tý. Tử vi tuổi Dần thứ sáu ngày 17 tháng 6 năm 2022, xem vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Dần cho chúng ta thấy là bạn đang gặp được ngày có chính quan che chở. Điều này sẽ giúp cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay trở nên tươi đẹp hơn. Và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi Dần là bạn nên nhạy bén và nhanh chóng để nắm bắt lấy những cơ hội tuyệt vời mà cát tinh này mang tới cho bạn. Công việc của bạn mệnh tuổi Dần trong ngày hôm nay cũng đang trên đà phát triển rất tốt. Bạn mệnh nên tranh thủ để thể hiện được năng lực của bản thân mình qua chính công việc hàng ngày của mình được giao nữa. Với bạn tuổi Dần trong ngày thứ sáu này, tuy vẫn còn nhiều điều ngáng trở trên con đường đi tới thành công với bạn, nhưng không vì thế mà khiến cho bạn mệnh nản lòng mà còn ngược lại. Bạn tuổi Dần càng có thêm được sự sôi sục ý chí để chinh phục được những trở ngại đang tồn tại bằng chính bản lĩnh của mình. Với ý chí cầu tiến này, với bạn tuổi Dần sẽ sớm nhận về những trái ngọt xứng đáng với bản thân mình mà thôi nhé.
Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi Dần lại đang gặp ngày có mộc thổ xung khắc. Điều này nhắc nhở bạn, dù bạn có bận rộn đến đâu đi chăng nữa, cũng nên quan tâm hơn tới chuyện tình cảm của mình. Không khó để dành ra vài ba phút để nhắn một vài tin nhắn hay là gọi điện để hâm nóng tình cảm với người ấy. Đừng có để cho đối phương hiểu lầm sự im lặng của bạn và rồi đâm ra nghi ngờ, ghen tuông không đáng có bà tuổi Dần nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Dần trong ngày thứ sáu này, tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy, công việc của bạn đang diễn ra trên đà phát triển tốt đẹp, bạn nên tranh thủ thể hiện năng lực của bản thân mình. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa nên nhạy bén và nhanh chóng để nắm bắt lấy những cơ hội trước mắt. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ sớm nhận về những trái ngọt xứng đáng với những nỗ lực mà mình đã bỏ ra. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, thách thức càng thôi thúc ý chí chiến đấu của bạn sục sôi hơn nữa. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, dù bạn có bận rộn đến đâu cũng không quên quan tâm tới chuyện tình cảm của mình. Về đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, quân số may mắn số 18, số 56, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá, màu xanh lam, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Hợi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mão thứ sáu ngày 17 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Mão bước sang ngày thứ sáu này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Điều này sẽ làm cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay đang có điềm báo gặp không ít hung họa mà bản mệnh chớ nên chủ quan. Tiểu nhân rình rập nhòm ngó vị trí của bạn, đây không phải là lúc mà với bạn tuổi Mão được phép lơ là nhỡ nhơ. Bạn cần phải tập trung để làm việc, kiểm tra lại thật kỹ trước khi bàn giao thành quả của mình để tránh những sơ hở bị kẻ xấu, tiểu nhân lợi dụng nhé. Thêm vào đó, trong ngày thứ sáu này với bạn tuổi Mão lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc. Điều này làm cho cái chuyện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay cũng không được suôn sẻ như ý muốn. Với bạn tuổi Mão có thể sẽ phải đối mặt với nguy cơ đổ vỡ trong hôn nhân, do vợ chồng ngày càng xa cách nhau và thậm chí có điềm báo có kẻ thứ ba xuất hiện, tình yêu sớm đã phai màu nhạt cánh nữa nhé. Bạn mệnh tuổi Mão trong ngày thứ sáu này không dành nhiều thời gian cho đối phương, cuộc sống bận rộn khiến cho bạn đôi khi trở nên vô tâm, không đủ tinh tế để thêu từng niềm vui, nỗi buồn của người ấy, khiến cho mối quan hệ của hai bạn ngày càng trở nên xa cách nhau và đổ vỡ trong chuyện tình cảm là điều khó có thể tránh khỏi. Về câu quyết cho bạn tuổi Mão trong ngày thứ sáu này, tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy cần đề phòng tiểu nhân rình rập nhòm ngó vị trí hiện tại mà bạn đang có. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa xuất hiện nhiều hung họa trong vận trình của bạn, cho nên bạn trở nên chủ quan. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ có thể sẽ phải đối mặt với hung hiểm, nguy cơ đổ vỡ trong hôn nhân. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, đây không phải là lúc được phép lơ là hay là nhỡ nhơ. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, cuộc sống bận rộn khiến cho mối quan hệ lứa đôi ngày càng xa cách. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 19, số 83, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Thìn thứ sáu ngày 17 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Thìn bước sang ngày thứ sáu này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, Thìn Tuất Sửu Mùi. Điều này cảnh báo cho bạn tuổi Thìn cần phải đề phòng có kẻ tiểu nhân nếm đá giấu tay, muốn hủy hoại thanh danh vị trí hiện tại của bạn. Hung tinh đe dọa có kẻ tiểu nhân bày mưu hãm hại khiến cho vận trình của bạn tuổi Thìn đang bị sa sút, mất đi sự kiểm soát, nhiều chuyện xảy ra nằm ngoài dự tính của bạn. Bạn mệnh tuổi Thìn không kịp xoay sở để xử lý và dễ lộ ra những sơ hở, thiếu sót của bản thân.
Vào ngày thứ sáu này với bạn tuổi Thìn, vận điên quẩn điêu bám con đường tài lộc của bạn khi bạn đang gặp ngày có kíp tài chiếu mệnh. Điều này cảnh báo cho bạn đang có sự hao hụt về tài chính trong ngày hôm nay. Và không phải tài lộc không về nhà với bạn, nhưng bản mệnh tuổi Thìn tiêu xài một cách phung phí khiến cho tài lộc của bạn chẳng thể nào tích tụ, tiền bạc kiếm được bao nhiêu cũng không cánh mà bay. Còn về phương diện sức khỏe của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ sáu này, ngày này bạn lại đang gặp ngày có thổ khí vượng. Điều này cho thấy cơ thể của bạn đang có những dấu hiệu bất ổn. Bản mệnh tuổi Thìn dễ mắc các bệnh về dạ dày, nhất là những người có tiền sử về bệnh, người sinh hoạt thất thường, người làm lao lực, làm việc quá sức. Nếu không chú ý hơn tới chế độ ăn uống, ngủ nghỉ thì rất có thể với bạn tuổi Thìn sẽ phải trả giá bằng chính sức khỏe của bản thân mình. Vài câu quyết cho bạn tuổi Thìn trong ngày thứ sáu này: tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh hỏa, hung tinh đe dọa, có kẻ tiểu nhân bày mưu hãm hại. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh thổ, đề phòng có kẻ ném đá giấu tay, hủy hoại thanh danh. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh mộc, tài lộc bị hao hụt do thói quen tiêu xài hoang phí. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh kim, nhiều chuyện xảy ra nằm ngoài dự tính, không kịp xoay sở. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh thủy, sức khỏe có dấu hiệu bất ổn, cần phải sinh hoạt điều độ hơn. Và đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ sáu này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 21, số 54, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ tuổi Dậu, tuổi Tý, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tý thứ sáu ngày 17 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Tỵ bước sang ngày thứ sáu này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp Tỵ Dậu Sửu phù trợ. Điều này sẽ giúp cho vận trình của bạn tuổi Tỵ trong ngày hôm nay có được quý nhân dẫn đường chỉ lối, mách bảo cho bạn cách làm ăn, cho nên tiền bạc cứ thế chạy vào túi không ngừng, tài lộc được dồi dào. Bạn mệnh tuổi Tỵ có thể tính toán để đầu tư trong khoảng thời gian tới, giúp cho tiền bạc của bạn không ngừng sinh sôi nảy nở nhé. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Tỵ đang gặp được ngày có chính quan soi đường chỉ lối, giúp cho công việc của bạn đang trên đà phát triển rất tốt. Với bạn tuổi Tỵ, hoàn thành được những gì mà cấp trên giao phó, dù có khó khăn đến đâu cũng không từ bỏ. Và dù vận trình của bạn tuổi Tỵ trong ngày hôm nay đang tốt, nhưng với bạn cũng không nên ỷ lại hoàn toàn vào vận may mà lười biếng. Chỉ cần bạn lơ là một chút thôi là với bạn rất dễ bị chạy mãng, đánh mất đi thành quả bao lâu nay bạn đã tích góp được, cho nên bạn tuổi Tỵ cần phải chú tâm nhiều hơn. Trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Tỵ cũng đang gặp được ngày có hỏa sinh cho thổ vượng. Điều này sẽ giúp cho cái chuyện tình cảm của bạn mệnh vận hết sức ngọt ngào, có nhiều bước phát triển mới, nhất là đối với những người đã yêu nhau lâu. Còn đối với những bạn đang còn độc thân cũng có được cơ hội gặp được những đối tượng tốt phù hợp với điều kiện hiện tại của bản thân mình. Về câu quyết cho bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ sáu này: tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh hỏa, nhân lúc tài lộc được dồi dào, có thể tính toán để đầu tư trong khoảng thời gian tới. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh thổ, được cát tinh dẫn đường chỉ lối, cho nên tiền bạc cứ thế chạy vào túi. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh mộc, không nên ỷ lại hoàn toàn vào vận may mà lười biếng. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh kim, công việc của bạn đang trên đà phát triển rất tốt. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh thủy, tình cảm có được sự ngọt ngào, có nhiều bước phát triển mới. Và đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ sáu này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 38, số 85, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Dậu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ thứ sáu ngày 17 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Ngọ bước sang ngày thứ sáu này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Sửu Ngọ tương hại. Điều này sẽ gây ra không ít sóng gió cho vận trình của bạn tuổi Ngọ trong ngày hôm nay. Và ngày này, công việc của bạn tuổi Ngọ ở thời điểm này không có nhiều điều khởi sắc, mọi chuyện gần như đi vào thế bế tắc, không có gì chuyển biến theo chiều hướng tích cực, dần mất đi hứng thú trong làm việc của bạn.
Với bạn tuổi Ngọ, tinh thần của bạn uể oải khiến cho công việc của bạn hoàn thành kém hiệu quả, không được như ý muốn. Trong ngày thứ sáu này với bạn tuổi Ngọ, do sự nghiệp của bạn không thuận lợi cho nên tài lộc của bạn trong ngày hôm nay cũng không được tốt lắm. Với những hiểm họa bất ngờ có thể xảy tới bất cứ lúc nào khiến cho tiền bạc của bạn có sự hao hụt một cách nhanh chóng, đòi hỏi với bạn mệnh tuổi Ngọ phải cần cẩn trọng và đề cao cảnh giác trước các quyết định đầu tư về tài chính, chớ nên vội vàng tin tưởng lời mời gọi về đầu tư quá dễ dàng, kéo lại tiền mất tật mang bạn tuổi Ngọ nhé. Cái niềm an ủi lớn nhất cho bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ sáu này là về phương diện sức khỏe. Sức khỏe của bạn tốt, tình cảm cũng có được sự hài hòa khi bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh chia chở. Dù ngoài kia vẫn còn rất nhiều mệt nhọc, nhưng may mắn là với bạn tuổi Ngọ vẫn có được người để tâm sự, trò chuyện và cảm thông, cho nên không cảm thấy cô đơn, buồn phiền cũng nhanh chóng qua đi. Vài câu quyết cho bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ sáu này: tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim dần mất đi hứng thú làm việc khi mọi thứ đi vào bế tắc. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, công việc ở thời điểm này không có nhiều điều chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, tiền bạc có dấu hiệu bị hao hụt nhanh chóng, cho nên bạn cần phải đề cao cảnh giác. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, tinh thần uể oải khiến cho công việc của bạn hoàn thành kém hiệu quả. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, sức khỏe tốt, tình cảm cũng có được sự hài hòa, xua tan đi bao nhiêu mệt nhọc. Và đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ sáu này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 24, số 84, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu hồng, màu tím, quý nhân phù trợ tuổi tốt, tuổi dần, tuổi mùi. Tử vi tuổi Mùi thứ sáu ngày 17 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Mùi bước sang ngày thứ sáu này, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Mùi đang có điềm báo trải qua một ngày trở nên quá mức tự tin, thành ra chủ quan khi bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung thìn tuất sửu mùi gây ra. Bạn mệnh tuổi Mùi đang có sự cao ngạo cho rằng mình có thể hiểu rõ và tự giải quyết được mọi chuyện, cho nên thường bỏ ngoài tai những lời khuyên của bất cứ ai nữa nhé. Và ngày này với bạn tuổi Mùi, bạn cần phải đặc biệt chú ý tới cách ăn nói của mình, tránh làm mất lòng người đối diện, nhất là đối với những ai có thiện chí với mình. Nếu là cấp trên và muốn góp ý cho người dưới, thì bạn mệnh tuổi Mùi cũng nên dùng những từ ngữ uyển chuyển, tránh để cho người nghe bị tổn thương. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Mùi cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng, và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là chớ nên cố chấp với những suy nghĩ của chính mình, bởi chưa chắc hướng suy nghĩ hiện tại của bạn đã là chính xác. Đôi khi bạn sẽ nhận thấy sự việc có hướng giải quyết đơn giản hơn nhiều nếu như bạn thay đổi góc độ quan sát vấn đề để giải quyết bạn tuổi Mùi nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Mùi trong ngày thứ sáu này: tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim không muốn lắng nghe ý kiến của người khác. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy quá mức tự tin cho rằng mình có thể làm được mọi việc. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa không nên cố chấp với những quan điểm của riêng mình. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ chú ý cách nói năng, tránh làm mất lòng người đối diện. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc có cách nhìn linh hoạt hơn khi giải quyết công việc. Vậy đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ sáu này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 21, số 58, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Hợi, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Thân thứ sáu ngày 17 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Thân bước sang ngày thứ sáu này, xem tử vi cho thấy bạn đang có điềm báo trải qua một ngày có thể sẽ khá vất vả để giải quyết hậu quả trong công việc do sự chệch mạng của mình gây ra. Trong ngày thứ sáu này với bạn tuổi Thân, bạn đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Điều này cho thấy bản mệnh đang để cho đầu óc trêu ngược cành cây, thiếu đi sự tập trung, cho nên dễ mắc phải những sai lầm. Do đó, với bản mệnh tuổi Thân cần phải chấn chỉnh lại thái độ làm việc của mình để giảm bớt những nguy cơ tổn hại tới tiền đồ về sau này.
Và trong ngày này với bạn tuổi thân á, cũng có một vài suy nghĩ tiêu cực xuất hiện ở trong đầu của bạn, càng khiến cho tâm trạng của bạn ngày càng trở nên uể oải và có phần bị suy sụp. Tuy nhiên, với bạn tuổi thân, hãy nhớ lấy một điều rằng mọi thứ đều có hai mặt của nó. Nếu như bạn biết cách nhìn về mặt tích cực của vấn đề thì không có gì không thể vượt qua được cả. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi thân, bạn lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Điều này sẽ vớt vát lại vận trình cho bạn phần nào khi con đường tình duyên của bạn khá êm ả. Dù bạn và đối phương đều bận rộn với công việc riêng của mọi người, nhưng hầu như cả hai không gặp phải bất kỳ mâu thuẫn nào bởi luôn biết cách điều hòa mối quan hệ hiện tại của mình nữa rồi nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi thân trong ngày thứ sáu này, tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy dễ mắc phải sai lầm, dù để cho đầu óc tiêu ngược cành cây. Tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa vất vả giải quyết hậu quả, dù sự chệch mạng của mình gây ra. Tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ tâm trạng uể oải và có phần suy sụp, dù suy nghĩ tiêu cực quá nhiều. Tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc cần phải sớm chấn chỉnh lại thái độ làm việc của mình. Tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim, con đường tình duyên được êm ả, đôi lứa không gặp phải bất kỳ mâu thuẫn nào. Và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 12, số 77, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu ánh kim, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Tý, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Dậu thứ sáu ngày 17 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Dậu bước sang ngày thứ sáu này, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Dậu đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Tỵ Dậu Sửu phù trợ. Điều này sẽ giúp cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay trở nên tươi đẹp hơn, đặc biệt là về phương diện tình cảm. Với bạn tuổi Dậu, hân hoan đón nhận một ngày tình yêu ngập tràn, quý nhân dẫn đường chỉ lối cho đôi lứa tìm tới với nhau. Còn đối với những bạn đang còn độc thân, sớm thoát khỏi cảnh lịa bóng đơn côi khi tìm được người chung đường chung lối nữa rồi. Trong ngày này, đối với những người đã có gia đình rồi thì cũng có được những niềm hạnh phúc tuy bình dị nhưng vô cùng là lớn lao. Hạnh phúc gia đình cho bạn thêm nhiều động lực để cho bạn phấn đấu cho tương lai của bản thân mình cũng như là những người mà mình yêu thương nhất, tạo dựng được cuộc sống tốt đẹp cho cả gia đình. Và ngày hôm nay, xem tử vi cũng cho thấy với bạn tuổi Dậu cũng đang có được thực thần chiếu mệnh. Điều này còn giúp cho bạn gặp khá nhiều may mắn trên con đường tài lộc. Bạn mệnh tuổi Dậu nhanh chóng tìm kiếm được cơ hội để phát tài phát lộc. Người làm kinh doanh, buôn bán được các thần này nâng đỡ cho nên chẳng phải lo lắng điều gì. Cái chuyện làm ăn của bạn cứ thế được suôn sẻ, hầu như không có vấn đề gì to lớn xảy ra trong ngày hôm nay cả. Về câu quyết cho bạn tuổi Dậu trong ngày thứ sáu này, tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh thủy có được quý nhân dẫn đường chỉ lối cho nên cái chuyện tình cảm đôi lứa, tình cảm ngọt ngào. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh hỏa hân hoan đón nhận một ngày tình yêu ngập tràn trong tim. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh thổ gặp nhiều may mắn trên con đường tài lộc. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh mộc hạnh phúc gia đình tạo ra động lực để cho bạn phấn đấu nhiều hơn cho tương lai. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh kim, người kinh doanh buôn bán được các thần nâng đỡ, vận trình tương đối là thuận lợi. Và đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 15, số 76, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất thứ sáu ngày 17 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Tuất bước sang ngày thứ sáu này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có kíp tài giáng họa. Điều này sẽ làm cho bạn tuổi Tuất cần phải sớm thắt chặt các khoản chi tiêu của mình. Và nếu như bạn không biết cách cân đối lại tài chính của mình thì có thể với bạn sẽ lâm vào cảnh túng thiếu về tiền bạc, buộc phải vay mượn để trang trải cuộc sống khi các khoản tích góp của bạn cũng không còn được là bao nhiêu nữa. Ngày thứ sáu này với bạn tuổi Tuất cũng không thích hợp để cho các kế hoạch về đầu tư tài chính bởi với bạn đang tiềm ẩn nhiều rủi ro rình rập. Bạn tuổi Tuất nên kiểm soát lại thông tin một lượt
Chớ vì nóng vội mà ném tiền của mình kiếm được bằng mồ hôi nước mắt qua cửa sổ vì tham cái lợi trước mắt. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Tuất lại đang gặp ngày có thổ khí đang vượng, điều này dễ làm ảnh hưởng tới con đường tiêu hóa của bạn mệnh. Với bạn tuổi Tuất, bạn phải thận trọng kẻo lại bị đau bụng, đau dạ dày vì thói quen ăn uống thiếu khoa học, thiếu lành mạnh của mình nữa nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Tuất trong ngày thứ sáu này, tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa có thể sẽ lâm vào cảnh túng thiếu về tiền bạc, buộc phải vay mượn để trang trải cuộc sống. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ cần phải sớm thắt chặt các khoản chi tiêu của mình. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh mộc, chớ vì tham cái lợi trước mắt mà ném tiền qua cửa sổ. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh kim, ngày này cũng không thích hợp cho các kế hoạch về đầu tư tài chính của bạn. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh thủy, đề phòng các bệnh về dạ dày, thói quen ăn uống thiếu khoa học. Và đánh giá của bạn thì tốt trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 22, số 53, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi mão, tuổi dần. Tử vi tuổi Hợi thứ sáu ngày 17 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Hợi bước sang ngày thứ sáu này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hội phù trợ. Điều này sẽ giúp cho bạn gặp được vận quý nhân, dẫn đường chỉ lối, dễ dàng tìm được những cơ hội làm ăn mới. Bạn mệnh tuổi Hợi cần phải tỉnh táo hơn trong ngày hôm nay để nắm bắt thời cơ đúng lúc đúng chỗ, chớ để lỡ cơ hội hiếm có tới với mình để làm đầy túi tiền của mình trôi qua một cách đáng tiếc. Trong ngày này, đối với những người làm công ăn lương cũng có thêm được nguồn thu nhập tiền bạc rủng rỉnh và gánh đỡ phần nào gánh nặng về kinh tế gia đình của bạn. Trong ngày thứ sáu này, bạn tuổi Hợi lại đang gặp được ngày có chính quan nâng đỡ, điều này còn giúp rất nhiều trên con đường công danh sự nghiệp của bạn mệnh. Bạn mệnh tuổi Hợi đầu tư hết mình vào công việc, nung nấu tham vọng, bạn đặt ra cho mình những mục tiêu ở phía trước và hăng hái phấn đấu để vươn tới thành công nữa rồi. Tuy nhiên, ngày này, bạn tuổi Hợi lại đang gặp ngày có thủy thổ xung khắc. Điều này làm cho bạn đang có điềm báo, con đường tình duyên của bạn lại có phần ảm đạm, mối quan hệ đôi lứa có nhiều rạn nứt, thậm chí là dễ phải chịu cảnh chia xa. Với bạn tuổi Hợi, bạn cần phải kiên định với tình cảm của mình, nếu không có thể sẽ tự tay mình phá hủy hạnh phúc hiện tại mà mình đang có nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Hợi trong ngày thứ sáu này, tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa cần phải tỉnh táo để nắm bắt cơ hội đúng lúc đúng chỗ. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ có được quý nhân dẫn lối, dễ dàng tìm được cơ hội làm ăn mới. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, người làm công ăn lương cũng có thêm được phần thu nhập bên ngoài. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim, con đường tình duyên ảm đạm, mối quan hệ đôi lứa có nhiều rạn nứt. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, đầu tư hết mình vào công việc, nung nấu tham vọng, thành công ắt tìm đến. Và đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 25, số 73, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi mão, tuổi dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.